Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay Chủ nhật ngày 30 tháng 5 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Lê Văn Thành củng cố quyền lực để nghênh chiến với thế lực Nguyễn Phú Trọng. Lê Văn Thành là về nhằm nhóm của Phạm Minh Chính là một lợi thế. Trước đây, ông Lê Văn Thành nắm Hải Phòng, tuy là vua một vùng thật, nhưng chỉ là một mình ông. Còn bây giờ, về chính phủ, ông có Phạm Minh Chính là chỗ dựa, thì rõ ràng ông Thành sẽ có thế vững chắc với lưng tựa núi. Như nói nhiều về những thông tin lần trước, ông Lê Văn Thành đây là người thân tín của Phạm Minh Chính và cùng với Nguyễn Thị Thanh Nghị tạo ra một bộ ba liên kết khá vững chắc. Thực ra, ông Lê Văn Thành cũng là người không xa lạ gì với ông Nguyễn Tấn Dũng. Từ năm 1997 đến năm 2016, ông Nguyễn Tấn Dũng là đại biểu Quốc hội đại diện cho Hải Phòng. Suốt 20 năm chăn dắt đoàn đại biểu Quốc hội thành phố này, qua các thời kỳ, ông Nguyễn Tấn Dũng đã nắm gần hết các quan chức thành phố này. Trong đó không thiếu những người con được Nguyễn Tấn Dũng nâng đỡ. Đây là hình ảnh ông Lê Văn Thành. Ông Lê Văn Thành là quan chức nắm về kinh tế cho chính quyền tại thành phố Hải Phòng. Chuyện ông Nguyễn Tấn Dũng trước đó ưu ái không có gì là lạ. Ông Thành chuyển từ khối kinh tế sang khối hành chính nhà nước là một bước nhảy ngang, cần phải có sự trợ giúp của thế lực lớn. Ông Nguyễn Tấn Dũng thường hay có mối quan hệ mật thiết với lãnh đạo khối kinh tế và ông ta cất nhắc quan chức bên các công ty nhà nước sang chính phủ. Người mà được ông Dũng cất nhắc nhiều chuyển ngang tên tuổi nổi tiếng như Hoàng Trung Hải, Đinh La Thăng, vân vân. Vào năm 2007, khi đó ông Lê Văn Thành là Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Xi măng Hải Phòng, kiêm trưởng ban quản lý dự án khu đô thị Xi măng Hải Phòng. Ông Thành được bầu làm đại biểu Quốc hội khóa 12 và là người dưới sự quản lý của ông Nguyễn Tấn Dũng với tư cách là đại biểu Quốc hội. Theo một số thông tin riêng tiết lộ, thì việc ông Lê Văn Thành nhảy từ lãnh đạo doanh nghiệp sang lãnh đạo của thành phố được sự trợ giúp của ông Nguyễn Tấn Dũng thời làm thủ tướng. Và đặc biệt, ông Nguyễn Tấn Dũng có sở thích là thích muốn đề bạt các lãnh đạo doanh nghiệp nhảy sang lãnh đạo làm bên chính quyền. Và bộ ba Nguyễn Tấn Dũng, Lê Văn Thành, Phạm Minh Chính vào năm 2010, Lê Văn Thành đã chuyển sang làm lãnh đạo thành phố Hải Phòng. Và cùng thời gian, ông Dũng vẫn thường xuống Hải Phòng định kỳ để tiếp xúc các cử tri. Lê Văn Thành được sự hậu thuẫn của Nguyễn Tấn Dũng đã lên chức như diều gặp gió, vượt qua cả những quan chức đã công tác lâu năm trong Đảng ủy ở thành phố và trong Ủy ban Nhân dân thành phố, và từ đó hình thành mối quan hệ huynh đệ. Cùng lúc đó, Phạm Minh Chính là Bí thư tỉnh Quảng Ninh, người đang được hưởng lợi lớn từ Nguyễn Tấn Dũng khi ông Thủ tướng này giao dự án đặc khu kinh tế Vân Đồn cho Phạm Minh Chính xúc tiến. Trong khi đó, Quảng Ninh và Hải Phòng là hai tỉnh, thành phố chiếm vị trí rất quan trọng đối với nền kinh tế xuất khẩu của miền Bắc. Trong khi đó, Nguyễn Tấn Dũng là người điều hành cả nền kinh tế của đất nước, và từ đó hình thành liên minh Nguyễn Tấn Dũng, Lê Văn Thành, Phạm Minh Chính. Vào năm 2016, Nguyễn Tấn Dũng mất quyền lực và rút về Kiên Giang. Phạm Minh Chính về ban tổ chức Trung ương, Lê Văn Thành thì lên chức Bí thư Thành ủy thành phố Hải Phòng. Liên kết giữa ba người này bị gãy, nhưng mối quan hệ giữa ba người này vẫn tốt như thường. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Tấn Dũng đã gắn bó với thành phố Hải Phòng suốt 20 năm với tư cách là đại biểu Quốc hội ở đây. Thời ông Nguyễn Tấn Dũng là ghế thủ tướng năm 2011 cho đến 2016 là thời kỳ mối quan hệ này mạnh nhất. Mối quan hệ này hình thành bởi quan hệ kinh tế trung ương và kinh tế địa phương. Vậy nên khi ông Nguyễn Tấn Dũng hết nắm nền kinh tế đất nước thì khi đó mối quan hệ cũng đứt. Ông Lê Văn Thành vốn là một doanh nhân và hẳn rằng ông biết Nguyễn Tấn Dũng cần gì, Nguyễn Tấn Dũng thích gì, và nhờ đó mà sự nghiệp chính trị của Lê Văn Thành thăng hoa và ông đã nắm được thành phố Hải Phòng. Thật khó một lãnh đạo công ty mà đã nắm được quyền lãnh đạo của một thành phố có thể nói là lớn thứ nhì tại miền Bắc. Và dư luận cho rằng hiện nay đang tái kết hợp bộ ba như Nguyễn Thanh Nghị thay cho Nguyễn Tấn Dũng, câu hỏi tiếp tục đặt ra. Nói gì thì nói, hiện nay ông Nguyễn Tấn Dũng không thể là người đứng trong một trụ ở mối quan hệ tay ba nữa. Tuy nhiên, Nguyễn Thanh Nghị thì đã ra Trung ương, thì Nghị hoàn toàn có thể thay thế cha mình, tái liên kết với Phạm Minh Chính và Lê Văn Thành. Ở đại hội lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Lê Văn Thành được ông Phạm Minh Chính đưa về chính phủ làm phó thủ tướng, cũng vì mối quan hệ cũ xưa kia. Và đặc biệt hơn nữa, giờ hội tụ đủ ba gương mặt có thể tái hợp bộ ba, đó là Phạm Minh Chính, Lê Văn Thành và Nguyễn Thanh Nghị.
cả ba người này kết hợp lại thì có thể nói ông Nguyễn Phú Trọng muốn tấn công cũng rất khó. Lê Văn Thành rút đi, Nguyễn Phú Trọng đã phái Trần Lưu Quang từ Thành phố Hồ Chí Minh ra Hải Phòng chám vào chỗ đó. Việc điều một người từ miền Nam ra quản lý một tỉnh miền Bắc cho thấy ông Nguyễn Phú Trọng không muốn tay chân của Lê Văn Thành tại Hải Phòng có thể lớn mạnh. Rất có thể ông Trần Lưu Quang sẽ tìm cách moi sai phạm của ông Lê Văn Thành chuyển về Trung ương cho ông Nguyễn Phú Trọng xem xét. Không biết ông Lê Văn Thành có sơ hở gì ở Hải Phòng hay không, nhưng rõ ràng với việc này thì một sự nguy hiểm đang đặt ra với ông Lê Văn Thành. Và nếu sơ hở thì rất có thể sẽ có kết quả khó lường đối với ông. Liên minh ba người ở chính phủ thì cũng đã hình thành, và sau lưng Lê Văn Thành thì lại đang có kẻ thù. Vậy thì tại chính phủ, ông Lê Văn Thành cần phải củng cố quyền lực hơn nữa để vững vàng trước mọi sự giám sát của thế lực bên kia mà người đứng đầu là ông Nguyễn Phú Trọng. Đây là hình ảnh Nguyễn Thanh Nghị, Phạm Minh Chính và Lê Văn Thành. Để củng cố thêm quyền lực cho ông Lê Văn Thành, vào ngày 26 tháng 5, ông Phạm Minh Chính đã trao cho ông Lê Văn Thành thêm chức mới, đó là chức Chủ tịch Hội đồng Thẩm định Quy hoạch vùng. Theo báo chí nhà nước của Đảng Cộng sản Việt Nam thông báo, thì chính ông Phạm Minh Chính đã ký quyết định bố trí Hội đồng Thẩm định Quy hoạch vùng thời kỳ 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050. Và ông Chính đã chỉ định Lê Văn Thành là Chủ tịch Hội đồng này. Cũng với cách đó, Thủ tướng cũng đã quyết định phân công cho Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành làm Chủ tịch Hội đồng Thẩm định 5 quy hoạch ngành giao thông vận tải thời kỳ 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050. Và ông Lê Văn Thành trở thành người có quyền lực rất lớn. Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã được phân công giúp cho Thủ tướng Phạm Minh Chính và theo chính phủ theo dõi chỉ đạo các bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Công Thương, Bộ Xây dựng, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Tài nguyên và Môi trường, đồng thời làm nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng Quy hoạch Quốc gia, Chủ tịch Hội đồng Quốc gia về Tài nguyên nước, Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia về Phát triển Điện lực, Trưởng ban Chỉ đạo Nhà nước các dự án trọng điểm về dầu khí và Trưởng ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình dự án trọng điểm ngành giao thông vận tải, Trưởng ban Chỉ đạo Điều phối Phát triển các vùng kinh tế trọng điểm, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai và Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về Chính sách nhà ở và thị trường bất động sản. Và dưới tay ông Lê Văn Thành có Nguyễn Thành Nghị và Nguyễn Văn Thể. Hiện đang có tin cả Lê Văn Thành và Phạm Minh Chính đang muốn đẩy Nguyễn Văn Thể ra khỏi chính phủ. Ông Nguyễn Phú Trọng đang muốn đưa ông Thể về thay Trần Lưu Quang ở tại Thành phố Hồ Chí Minh, nhưng đang bị thế lực cũ ở Thành phố Hồ Chí Minh tìm mọi cách cản trở. Nếu Nguyễn Văn Thể đi thì trong chính phủ cả ba người gồm Phạm Minh Chính, Lê Văn Thành và nhất là Nguyễn Thanh Nghị sẽ cảm thấy nhẹ nhõm và cả ba mới có thể phối hợp nhịp nhàng công việc cho được. Đây là hình ảnh thêm quyền lực cho Lê Văn Thành. Sắp tới là kỳ họp Quốc hội đầu tiên của Quốc hội khóa 15. Chắc chắn trước đó Hội nghị Trung ương 3 sẽ cho chia lại quyền lực với những vị trí mà Hội nghị Trung ương 2 chưa chia xong. Phạm Minh Chính và Lê Văn Thành đẩy được Nguyễn Văn Thể ra và Trương Hòa Bình đi được thì xem như chính phủ tập hợp nhiều người làm ăn và công việc sẽ hợp ý với nhau hơn rất nhiều. Trương Hòa Bình là người thuộc phe của Nguyễn Phú Trọng mà lại được nắm chiếc ghế Phó Thủ tướng thường trực. Nếu ông Phạm Minh Chính mà vắng mặt thì Trương Hòa Bình sẽ có thể lên thay quyền. Lúc đó cả Lê Văn Thành và Nguyễn Thanh Nghị đều khó phối hợp. Và rất có thể sau kỳ họp Quốc hội đầu tiên khóa 15, liên minh Phạm Minh Chính, Lê Văn Thành, Nguyễn Thanh Nghị sẽ đạt được một số dự tính. Không rõ, ngồi tại Ban Bí thư, ông Nguyễn Phú Trọng có thấy rằng với Nguyễn Thanh Nghị thì dường như càng ngày càng xa tầm xử lý của ông hay không? Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay Chủ nhật ngày 30 tháng 5 năm 2021 với bản tin Lê Văn Thành củng cố quyền lực để nghênh chiến thế lực Nguyễn Phú Trọng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d. We'll be right back.